Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay hội đủ duyên lành có nhóm từ thiện của cô Đặng ở bên Úc, thì xin trao tặng cho bà 2 triệu. Trong hoàn cảnh khó khăn, bà đã lớn tuổi rồi và hai người con bị tâm thần, nên hôm nay con có mang cái số tiền 2 triệu này đến trao tặng cùng cho bà. Hy vọng là bà cũng có một ít số tiền nho nhỏ để bà có thể trang trải cuộc sống qua ngày. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin trao tặng bà. Dạ, dạ, bà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.